Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào chư tôn đức cùng quý vị Phật tử. Hôm nay Tủ sách Áo Lam sẽ đọc Kinh Pháp Cú, bài kệ số 19 phẩm song yếu. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì, phóng dật, như kẻ chăn bò người, không phần xa môn hạnh. Kính thưa quý vị Tủ sách Áo Lam, chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng ủng hộ cho chúng con bằng cách like, thích, share, chia sẻ, và subscribe đăng ký với kênh YouTube của Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi đăng cuốn sách audio mới. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu đọc. Trong giáo lý Phật giáo, việc học hỏi và nghiên cứu kinh điển là bước đầu tiên để tiến tới sự giác ngộ và giải thoát. Tuy nhiên, việc chỉ dừng lại ở mức hiểu biết về kinh điển là chưa đủ. Điều quan trọng hơn cả là chúng ta phải thực hành và sống đúng theo những lời dạy mà mình đã học được. Câu kệ pháp cú, ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chân thực, thật xứng áo cà sa, là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về điều này. Áo cà sa, chiếc áo của một tu sĩ Phật giáo, không chỉ đơn thuần là một biểu tượng về sự xuất gia, mà còn là biểu tượng cho sự tuân thủ giới luật và thực hành nghiêm túc con đường tu hành. Nó đại diện cho sự tinh tấn trong việc từ bỏ những ô nhiễm của tâm hồn và sự cam kết sống một đời sống trong sạch, có ý nghĩa. Đối với những người mặc chiếc áo cà sa, đây không chỉ là một trách nhiệm nặng nề mà còn là sự tôn vinh những giá trị cốt lõi của Phật giáo, đó là sống chân thật, không giả dối và luôn luôn giữ gìn tâm hồn trong sạch. Câu kệ này nhấn mạnh rằng, mặc dù có thể hiểu và nói về kinh điển một cách thông thạo, nhưng nếu không thực sự áp dụng chúng vào đời sống thì điều đó không có ý nghĩa gì. Giống như hình ảnh một người chăn bò, họ chỉ làm công việc cho người khác và không thực sự hưởng lợi từ những nỗ lực của mình. Cũng như vậy, nếu một người chỉ đơn thuần hiểu biết về kinh điển mà không thực hành, họ sẽ không thể đạt được những lợi ích mà Phật Pháp mang lại, và cũng không thực sự xứng đáng với chiếc áo cà sa mà họ đang mặc. Điều này dẫn chúng ta đến khái niệm uế trược. Trong Phật giáo, uế trược đại diện cho những ô nhiễm tinh thần, những tham lam, sân hận, và si mê khiến con người bị cuốn vào vòng xoáy của khổ đau và lạc lối. Đây là những thứ ngăn cản con đường tu hành và sự giác ngộ. Để thực sự sống đúng với những gì mà áo cà sa đại diện, một tu sĩ phải học cách rời bỏ những uế trược này, tức là làm sạch tâm hồn khỏi những suy nghĩ và hành động tiêu cực. Từ bỏ uế trược không phải là một quá trình dễ dàng. Nó đòi hỏi sự tỉnh thức và sự kiểm soát bản thân trong mọi hoàn cảnh. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường bị cuốn vào những tình huống khiến tâm trí trở nên ô nhiễm. Ví dụ, khi đối diện với những khó khăn, con người dễ dàng rơi vào sự giận dữ, ghen ghét, hoặc thất vọng. Những cảm xúc tiêu cực này là dạng của uế trược, và chúng có thể làm mờ tâm trí, khiến ta không còn nhìn thấy rõ con đường mình đang đi. Một trong những cách để tu tập và rời bỏ uế trược là nghiêm trì giới luật. Giới luật, như Đức Phật đã chế ra, giống như một hàng rào bảo vệ giúp người tu hành không đi lạc khỏi con đường của sự giác ngộ. Giới luật không chỉ là những quy tắc hình thức, mà thực chất là những nguyên tắc đạo đức giúp người tu hành rèn luyện tâm trí, tránh xa những hành động và suy nghĩ xấu. Chúng giúp tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc phát triển sự tỉnh thức và tập trung, từ đó làm sạch tâm hồn khỏi những uế trược. Giữ giới luật khéo léo không chỉ là tuân thủ một cách máy móc, mà còn đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về lý do tại sao những giới luật này tồn tại. Nó yêu cầu sự tinh tấn trong việc giữ gìn tâm hồn, không để những cám dỗ và tham vọng của cuộc đời làm vấy bẩn. Một tu sĩ thực sự phải luôn luôn tự nhắc nhở mình về tầm quan trọng của giới luật, bởi lẽ chỉ khi giữ được giới luật một cách chân thực và từ bỏ uế trược, họ mới có thể thực sự đạt được sự thanh tịnh trong tâm hồn. Sống chân thực cũng là một phần quan trọng trong con đường tu hành. Sống chân thực không chỉ đơn giản là sống trung thực với người khác, mà còn là sống trung thực với chính mình. Điều này có nghĩa là ta phải biết tự nhận thức, hiểu rõ những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, và không tự lừa dối mình về những sai lầm hay khuyết điểm. Chỉ khi ta có thể nhìn nhận bản thân một cách chân thực, ta mới có thể tiến bộ trong con đường tu hành và đạt được sự giác ngộ. Sống chân thực còn đòi hỏi sự dũng cảm. Dũng cảm để đối diện với những khó khăn và thử thách trong cuộc sống, không trốn tránh hay che giấu. Một người tu hành thực sự phải luôn luôn sẵn sàng đối diện với những thử thách của cuộc sống, và dùng những thử thách này như cơ hội để rèn luyện tâm hồn, làm sạch uế trược và tiến tới sự thanh tịnh.
Câu kệ pháp cú này không chỉ dành riêng cho những người tu sĩ mà còn là một lời nhắc nhở cho tất cả mọi người về tầm quan trọng của việc sống chân thực và rời bỏ uế trược trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù không phải ai cũng mặc áo cà sa, nhưng ai cũng có thể học hỏi từ nguyên tắc này để sống một cuộc sống thanh tịnh và có ý nghĩa hơn. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường bị cuốn vào những lo toan về vật chất, danh vọng và quyền lực. Những điều này, nếu không được kiểm soát, sẽ biến thành những uế trược làm ô nhiễm tâm hồn. Chúng ta dễ dàng rơi vào sự tham lam, ghen tị, và sân hận khi phải đối mặt với những thất bại hay mất mát. Để sống một cuộc sống hạnh phúc và an lạc, chúng ta cần học cách từ bỏ những uế trược này, và thay vào đó là sự thanh tịnh, lòng từ bi, và sự chân thật. Thực hành Phật Pháp không chỉ là việc dành cho những người tu sĩ, mà là điều mà mỗi người chúng ta có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Chúng ta có thể bắt đầu bằng những hành động nhỏ, như kiểm soát sự tức giận, giữ lòng thanh tịnh trong những tình huống khó khăn, và sống chân thật với chính mình. Khi chúng ta rèn luyện những phẩm chất này, chúng ta không chỉ đạt được sự an lạc trong cuộc sống mà còn giúp lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Câu kệ này, mặc dù nói về sự tu hành của các tu sĩ Phật giáo, nhưng cũng là một lời khuyên quý báu cho tất cả chúng ta về việc tu tập trong đời sống. Nếu chúng ta có thể từ bỏ uế trược, giữ gìn giới luật và sống chân thực, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, và cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên ý nghĩa và tràn đầy hạnh phúc. Câu kệ pháp cú, ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chân thực, thật xứng áo cà sa, không chỉ đơn thuần là một bài học về sự tu tập, mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của việc thực hành nghiêm túc giáo lý Phật giáo. Trong chương này, chúng ta sẽ đi sâu vào khía cạnh thứ hai của câu kệ, giới luật khéo nghiêm trì. Giới luật, hay còn gọi là những quy tắc ứng xử, trong Phật giáo, không chỉ đơn thuần là những quy định mà các tu sĩ phải tuân thủ. Thực tế, giới luật là nền tảng giúp cho người tu hành giữ được sự thanh tịnh, không chỉ trong hành động mà còn trong cả tâm trí. Khi một người tu sĩ nghiêm trì giới luật, họ tạo ra một rào chắn vững chắc bảo vệ mình khỏi sự mê mờ, lầm lạc. Họ không bị cuốn vào những cám dỗ của thế gian, và từ đó có thể duy trì sự bình an trong tâm hồn. Tuy nhiên, nhiều người có thể hiểu sai về giới luật, coi đó như một bộ quy tắc cứng nhắc chỉ dành cho các tu sĩ. Nhưng thực chất, việc tuân thủ giới luật không chỉ dành riêng cho các tu sĩ Phật giáo, mà còn có thể áp dụng vào đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Bất kỳ ai muốn tìm kiếm sự bình an và giác ngộ đều có thể học hỏi và thực hành những nguyên tắc này. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng có thể đặt ra cho mình những giới hạn nhất định để giữ cho tâm hồn luôn trong sáng, không bị xáo động bởi những tham vọng và dục vọng vô độ. Vậy, giới luật trong Phật giáo là gì? Đối với một tu sĩ, giới luật là những quy tắc về cách cư xử, hành động và tư duy, nhằm giúp họ duy trì sự thanh tịnh trong tu tập. Đó là những quy tắc như không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Mỗi điều trong giới luật đều có một mục tiêu chung là giúp người tu hành giữ được sự trong sáng và không để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy của dục vọng và tham sân si. Mỗi giới luật là một chiếc rào chắn, giúp họ không đi lệch khỏi con đường giác ngộ. Nhưng làm sao để khéo nghiêm trì giới luật, không phải chỉ cần tuân theo một cách máy móc, cứng nhắc là đủ. Giữ giới luật không chỉ là việc tuân thủ những điều cấm kỵ mà còn là việc thực sự hiểu và sống theo tinh thần của chúng. Ví dụ, không sát sinh không chỉ có nghĩa là không giết chết sinh mạng nào, mà còn là nuôi dưỡng lòng từ bi, không gây đau khổ cho bất kỳ sinh linh nào. Không trộm cắp không chỉ là việc không lấy đồ của người khác, mà còn là việc luôn giữ tâm ý trong sáng, không tham lam, không ước mong những gì không phải của mình. Điều này cho thấy, việc tuân thủ giới luật không chỉ là sự thực hành bên ngoài, mà còn đòi hỏi một sự tu tập bên trong tâm thức, để tâm hồn luôn sáng suốt và thanh tịnh. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chúng ta sống trong một thế giới đầy rẫy những cám dỗ, và việc nghiêm trì giới luật thường đối mặt với nhiều thử thách. Chẳng hạn, khi đối diện với lòng tham, chúng ta có thể dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của nó và quên mất những nguyên tắc mà mình đã đặt ra. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải luôn tỉnh thức và nhớ rằng giới luật không phải là gánh nặng, mà chính là chìa khóa giúp chúng ta thoát khỏi những khổ đau mà tham, sân, si mang lại. Một trong những phương pháp quan trọng giúp người tu hành và cả người cư sĩ duy trì việc nghiêm trì giới luật chính là thiền định.
Thiền định giúp chúng ta tỉnh thức và nhận diện rõ ràng những suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình. Khi chúng ta thường xuyên thiền quán, chúng ta có khả năng phát hiện sớm những ý niệm xấu xuất hiện trong tâm trí, từ đó có thể kiểm soát và chuyển hóa chúng trước khi chúng trở thành hành động sai trái. Thiền không chỉ giúp tâm trí thanh tịnh mà còn là công cụ giúp chúng ta thực hành giới luật một cách chân thực và hiệu quả. Câu kệ pháp cú này cũng nhắc nhở chúng ta rằng, việc hiểu về giới luật hay nói về giáo lý Phật giáo không có ý nghĩa gì nếu chúng ta không thực sự thực hành nó. Chỉ khi thực hành một cách chân thực, chúng ta mới thực sự hưởng lợi từ những điều mà giáo lý mang lại. Nếu không, chúng ta chỉ giống như người chăn bò, làm việc vất vả để chăn dắt cho người khác nhưng bản thân không nhận được lợi ích gì. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống đúng với những gì mình học hỏi và hiểu biết. Hiểu nhưng không thực hành là vô nghĩa, giống như việc một người biết về một con đường an toàn dẫn đến thành công nhưng lại chọn đi con đường khác, đầy rủi ro và nguy hiểm. Câu chuyện này cũng liên quan chặt chẽ đến hình ảnh chiếc áo cà sa mà một tu sĩ Phật giáo khoác lên mình. Áo cà sa không chỉ là biểu tượng của sự từ bỏ thế gian, mà còn là biểu tượng của sự cam kết với giới luật và sự tu tập. Một tu sĩ chỉ thực sự xứng đáng với chiếc áo này khi họ đã thực hành giới luật một cách nghiêm túc, từ bỏ những thói quen xấu và sống một cuộc sống chân thực theo tinh thần của Phật giáo. Nếu không, việc mặc áo cà sa chỉ là hình thức, giống như việc đeo một biểu tượng mà không hiểu hoặc không sống đúng với ý nghĩa của nó. Câu kệ pháp cú này nhắc nhở rằng điều quan trọng không phải là hình thức, mà là nội dung. Hình thức bên ngoài có thể là biểu hiện của sự tu tập, nhưng nếu không có thực hành chân thực bên trong, thì mọi thứ chỉ là vô nghĩa. Chiếc áo cà sa có thể là biểu tượng cho sự từ bỏ và tu hành, nhưng nếu người mặc không thực sự rời bỏ uế trược và không sống chân thực, thì họ không xứng đáng với nó. Kết lại, câu kệ pháp cú này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng giới luật là nền tảng của sự tu tập. Chúng ta không chỉ hiểu mà còn phải sống đúng với những gì chúng ta đã học hỏi từ giáo lý Phật giáo. Điều này không chỉ áp dụng cho các tu sĩ mà còn cho tất cả những ai mong muốn tìm kiếm sự thanh tịnh và giác ngộ trong cuộc sống. Giới luật không phải là gánh nặng, mà là con đường dẫn đến sự tự do, bình an và hạnh phúc thật sự. Và chỉ khi chúng ta thực sự nghiêm trì và sống chân thực theo những giới luật này, chúng ta mới thực sự xứng đáng với con đường mà Đức Phật đã chỉ dạy. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp phải những cám dỗ, thách thức và khó khăn. Có thể đó là những tình huống nhỏ nhặt như việc kiềm chế cảm xúc, kiểm soát cơn giận, hoặc những tình huống lớn hơn liên quan đến quyết định đạo đức, danh dự và lòng tự trọng. Bất kể là gì, điều quan trọng nhất mà Phật giáo nhấn mạnh chính là sự tự chế khả năng kiểm soát và điều chỉnh bản thân trước những cám dỗ, dục vọng và xung đột trong cuộc sống. Tự chế là một phẩm hạnh quan trọng, không chỉ giúp chúng ta tránh đi vào con đường sai lầm, mà còn giúp rèn luyện tâm trí, giữ cho tâm luôn trong sạch và an lạc. Câu kệ pháp cú mà chúng ta đang tìm hiểu không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu và nói về kinh điển, mà còn yêu cầu chúng ta phải thực hành những lời dạy đó một cách chân thực trong cuộc sống. Tự chế ở đây không đơn thuần là việc kiềm chế những hành động bên ngoài, mà còn là kiểm soát tư duy và cảm xúc bên trong. Việc giữ cho tâm trí không bị dao động bởi những cảm xúc tiêu cực và lòng tham lam, sân hận, si mê là một bước quan trọng trên con đường tu tập. Một ví dụ cụ thể về việc tự chế trong cuộc sống hàng ngày là khi chúng ta đối mặt với cơn giận. Giận dữ là một trong những cảm xúc mạnh mẽ nhất, dễ khiến chúng ta mất kiểm soát và có những hành động hoặc lời nói mà sau này chúng ta phải hối hận. Nếu không biết kiềm chế, cơn giận có thể biến thành hành động gây tổn thương cho người khác, và thậm chí là cho chính bản thân mình. Trong kinh điển, Đức Phật đã dạy rằng cơn giận giống như một ngọn lửa, nếu chúng ta không biết kiềm chế, ngọn lửa ấy sẽ đốt cháy không chỉ người xung quanh mà còn chính chúng ta. Sự tự chế ở đây là khả năng nhận biết và kiểm soát cảm xúc ngay từ khi nó mới bắt đầu, không để nó chi phối hành động và lời nói của mình. Một khía cạnh khác của tự chế chính là khả năng kiểm soát dục vọng. Dục vọng không chỉ bao gồm những ham muốn vật chất, mà còn là những khát vọng về quyền lực, danh lợi, và thậm chí là sự kiểm soát người khác. Chúng ta thường bị cuốn vào vòng xoáy của dục vọng mà không nhận ra rằng nó chỉ mang lại sự bất an và khổ đau. Trong giáo lý Phật giáo, việc kiểm soát dục vọng là một phần quan trọng của quá trình tu tập. Đó là việc học cách nhận biết khi nào chúng ta đang bị cuốn vào sự khao khát vô độ và học cách dừng lại, không để nó chi phối cuộc sống của mình.
Một trong những phương pháp hiệu quả để rèn luyện sự tự chế là thiền định. Thiền giúp chúng ta quan sát tâm trí mình một cách rõ ràng hơn, nhận biết những ý nghĩ và cảm xúc khi chúng xuất hiện, từ đó học cách kiểm soát chúng. Khi chúng ta thiền, chúng ta không chỉ ngồi yên mà còn thực hành việc tập trung, hướng tâm vào những điều tốt đẹp, và từ đó loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực, tham lam hay sân hận. Thiền không chỉ là một phương pháp để giảm căng thẳng mà còn là công cụ giúp chúng ta rèn luyện sự tự chế trong mọi tình huống của cuộc sống. Ngoài ra, sự tự chế còn liên quan đến khả năng kiểm soát lời nói. Trong nhiều tình huống, lời nói có thể gây ra tổn thương lớn hơn cả hành động. Một lời nói vô ý có thể gây ra đau khổ cho người khác, và thậm chí là gây ra xung đột, tranh cãi. Đức Phật đã dạy rằng lời nói cần phải xuất phát từ lòng từ bi và trí tuệ. Trước khi nói, chúng ta cần tự hỏi, lời nói này có mang lại lợi ích cho người khác không? Nó có gây tổn thương hay đau khổ không? Sự tự chế trong lời nói là một trong những biểu hiện quan trọng của lòng từ bi và sự khôn ngoan. Trong quá trình tu hành, chúng ta không chỉ cần tự chế trong những khía cạnh cụ thể như cảm xúc, dục vọng hay lời nói, mà còn cần tự chế trong việc sống chân thật với chính mình và với người khác. Sống chân thực có nghĩa là sống đúng với những gì mình tin tưởng, những gì mình học hỏi từ kinh điển, không giả dối hay lừa dối bản thân và người khác. Khi chúng ta sống chân thực, chúng ta không cần phải khoác lên mình bất kỳ lớp vỏ bọc nào, không cần phải đóng vai một người khác. Cuộc sống chân thực mang lại sự bình an nội tâm và giúp chúng ta duy trì sự nhất quán giữa suy nghĩ, lời nói và hành động. Tuy nhiên, việc tự chế và sống chân thực không phải là điều dễ dàng. Nó đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm. Đôi khi, chúng ta phải đối mặt với những thử thách lớn, những cám dỗ mạnh mẽ, hoặc những tình huống khó khăn mà sự tự chế dường như là điều không thể. Nhưng điều quan trọng là chúng ta không bỏ cuộc. Đức Phật đã dạy rằng tu tập là một quá trình dài, và chúng ta cần phải kiên nhẫn với chính mình. Mỗi lần chúng ta thất bại trong việc tự chế, đó là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Câu kệ pháp cú mà chúng ta đang tìm hiểu nhắc nhở rằng việc hiểu và nói về kinh điển không đủ. Chúng ta có thể biết rất nhiều về giáo lý Phật giáo, có thể đọc thuộc lòng hàng trăm câu kệ, nhưng nếu chúng ta không thực hành, không sống theo những lời dạy đó, thì giống như người chăn bò cho người khác, không thực sự hưởng lợi từ công việc của mình. Chỉ khi chúng ta thực sự rèn luyện sự tự chế, kiềm chế bản thân và sống chân thực, chúng ta mới có thể thực sự đạt được sự an lạc và giải thoát. Tự chế không chỉ là một phẩm hạnh quan trọng trong việc tu tập cá nhân mà còn là một phần không thể thiếu của đời sống xã hội. Khi mọi người biết kiềm chế cảm xúc, kiểm soát lời nói và hành động của mình, xã hội sẽ trở nên hòa bình hơn, ít xung đột và căng thẳng hơn. Đức Phật đã dạy rằng sự an lạc không chỉ là mục tiêu của cá nhân mà còn là mục tiêu chung của toàn thể nhân loại. Khi mỗi cá nhân biết sống chân thực và kiềm chế bản thân, chúng ta sẽ góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, nơi mọi người cùng chung sống trong sự hiểu biết, lòng từ bi và sự tha thứ. Tóm lại, sự tự chế là một trong những yếu tố cốt lõi giúp chúng ta tiến bước trên con đường giác ngộ. Nó không chỉ giúp chúng ta giữ tâm thanh tịnh, không bị chi phối bởi dục vọng và cảm xúc tiêu cực, mà còn giúp chúng ta sống chân thực, đúng với những lời dạy của Đức Phật. Chỉ khi chúng ta thực hành sự tự chế và sống chân thật, chúng ta mới thực sự xứng đáng với những gì chúng ta học hỏi và tu tập. Sống chân thực là một khái niệm căn bản trong giáo lý Phật giáo, và nó đòi hỏi mỗi cá nhân phải sống đúng với chính mình, không giả dối, không che giấu sự thật hay tự lừa dối bản thân. Câu kệ pháp cú, ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chân thực, thật xứng áo cà sa, đã nhấn mạnh điều này một cách rõ ràng. Tuy nhiên, không chỉ đơn thuần là sống thật với chính mình và người khác, mà còn là việc phải thực sự thực hành những lời dạy của Đức Phật trong từng hành động, từng suy nghĩ và trong cuộc sống hàng ngày. Hiểu và nói về kinh điển, dù là hiểu sâu đến đâu, cũng không đủ để chúng ta đạt được giác ngộ và an lạc. Chỉ khi thực hành, ta mới cảm nhận được sự thay đổi từ bên trong và gặt hái được những lợi ích thực sự từ việc tu tập. Một ví dụ dễ hiểu là hình ảnh của một người chăn bò. Dù anh ta làm việc ngày đêm, chăm sóc đàn bò cẩn thận, nhưng những con bò không phải của anh không thực sự được hưởng lợi từ công việc chăm sóc ấy. Tương tự như vậy, nếu chúng ta chỉ đơn thuần đọc và giảng giải kinh điển mà không sống theo những gì chúng ta hiểu, thì việc hiểu biết đó cũng chỉ giống như công việc của người chăn bò có vẻ bận rộn và chăm chỉ, nhưng không thực sự mang lại lợi ích cho bản thân mình.
Đức Phật luôn khuyến khích chúng ta không chỉ nên dừng lại ở việc hiểu lý thuyết, mà quan trọng hơn cả là việc thực hành. Sống chân thực có nghĩa là chúng ta phải nhận ra những điểm yếu, những thói quen xấu, những cảm xúc tiêu cực của bản thân và đối diện với chúng thay vì cố gắng che giấu hoặc lảng tránh. Điều này đòi hỏi một sự can đảm lớn, bởi vì nó không dễ để thừa nhận rằng mình có những khuyết điểm, những suy nghĩ sai trái hay những hành động chưa đúng. Nhiều người trong chúng ta thường có xu hướng biện minh cho hành vi của mình hoặc cố gắng né tránh sự thật để bảo vệ cái tôi. Tuy nhiên, nếu không sẵn sàng đối diện với bản chất thực sự của mình, chúng ta không thể thay đổi và tiến bộ trên con đường tu tập. Khi chúng ta sống chân thực, chúng ta không chỉ tôn trọng chính mình mà còn tôn trọng người khác. Thật dễ để nói ra những điều tốt đẹp, để giảng giải về giáo lý Phật giáo, nhưng để thực sự sống theo những lời dạy đó thì không hề đơn giản. Nó đòi hỏi sự kiên trì, lòng dũng cảm và sự cam kết không ngừng với bản thân. Đức Phật đã nhấn mạnh rằng, những người tu sĩ mặc áo cà sa biểu tượng của sự từ bỏ và tu tập nếu không thực sự sống đúng với giáo lý, không thể thực hành những điều họ hiểu, thì họ cũng giống như những người chăn bò, không thực sự hưởng lợi từ công việc của mình. Việc sống chân thực không chỉ giới hạn trong những việc lớn lao, mà còn phải hiện diện trong những hành động nhỏ nhặt hàng ngày. Điều này bao gồm việc chúng ta đối xử với người khác như thế nào, cách chúng ta đối mặt với thử thách và khó khăn trong cuộc sống, cũng như cách chúng ta quản lý những cảm xúc như giận dữ, ganh tị, và tham vọng. Nếu mỗi ngày, chúng ta đều cố gắng sống chân thực, hành động theo những nguyên lý mà mình hiểu và tôn trọng người khác bằng cách sống đúng với lời dạy của Đức Phật, chúng ta sẽ dần dần thấy được sự thay đổi trong tâm trí và cuộc sống của mình. Một điểm quan trọng khác mà câu kệ này nhấn mạnh là việc nghiêm trì giới luật. Giới luật trong Phật giáo không phải là những quy tắc cứng nhắc, mà chúng giống như một hàng rào bảo vệ giúp chúng ta không lạc đường trên con đường tu tập. Chúng giúp chúng ta duy trì sự chánh niệm, tập trung và kiểm soát được những ham muốn, xung đột và cảm xúc tiêu cực. Khi chúng ta sống chân thực và nghiêm trì giới luật, chúng ta không chỉ giúp chính mình duy trì sự thanh tịnh mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến với những người xung quanh. Cũng giống như việc sống chân thực, việc giữ giới luật đòi hỏi sự kiên nhẫn và quyết tâm. Không ai hoàn hảo, và việc tu tập luôn là một hành trình dài, nhưng điều quan trọng là chúng ta luôn nỗ lực không ngừng để giữ cho tâm trí và hành động của mình luôn trong sạch. Việc hiểu rõ giới luật không chỉ là hiểu qua lý thuyết, mà còn phải thực hành nó mỗi ngày. Điều này cũng giống như việc chúng ta hiểu được cách chăm sóc một ngôi nhà, nhưng nếu chúng ta không thực sự bắt tay vào việc sửa chữa, dọn dẹp và bảo dưỡng, ngôi nhà ấy sẽ không thể đứng vững trước những cơn bão của cuộc đời. Trong cuộc sống hiện đại, việc sống chân thực và tuân thủ giới luật có thể trở nên khó khăn hơn do những áp lực và cám dỗ từ xã hội. Tuy nhiên, càng đối mặt với những thách thức này, chúng ta càng cần phải duy trì sự tỉnh thức và kiên định trong con đường tu tập của mình. Một tu sĩ, hoặc bất kỳ ai trên con đường tâm linh, cần luôn nhớ rằng điều quan trọng nhất không phải là họ mặc áo cà sa hay đọc thuộc kinh điển, mà là họ thực sự sống theo những lời dạy ấy. Kết thúc chương này, chúng ta có thể thấy rõ rằng việc hiểu biết và nói về kinh điển không có giá trị nhiều nếu chúng ta không thực hành nó. Điều quan trọng là sự thay đổi từ bên trong, là cách mà chúng ta áp dụng những lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống của mình mỗi ngày. Nếu không, chúng ta chỉ giống như người chăn bò cho người khác, làm việc chăm chỉ nhưng không thực sự hưởng lợi từ công việc đó. Cuối cùng, sống chân thực không chỉ mang lại sự bình an cho bản thân, mà còn giúp chúng ta lan tỏa những giá trị tích cực đến với xã hội, góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Trong đời sống Phật giáo, việc hiểu và nói về kinh điển không chỉ là nhiệm vụ của các tu sĩ hay những người nghiên cứu giáo pháp. Bất kỳ ai, dù là cư sĩ hay tu sĩ, khi đã chọn con đường tu tập thì đều phải học, hiểu và thực hành theo những lời dạy trong kinh điển. Tuy nhiên, nhiều người chỉ dừng lại ở việc học và nói về giáo lý mà không thực hành, không áp dụng những gì họ đã học vào cuộc sống hàng ngày. Câu kệ pháp cú, ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chân thực, thật xứng áo cà sa, chính là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng hiểu biết lý thuyết mà không thực hành chẳng khác gì người chăn bò cho người khác, không thực sự hưởng lợi từ công việc của mình. Điều quan trọng là chúng ta phải sống đúng với những gì mình học, và qua đó tìm thấy sự an lạc thật sự. Câu kệ này mở đầu bằng việc nhấn mạnh sự cần thiết của việc rời bỏ uế trược. Uế trược, hay nói cách khác là những ô nhiễm của tâm trí, là nguồn gốc của những khổ đau và phiền não.
Tâm bị ô nhiễm bởi tham lam, sân hận, si mê sẽ dẫn dắt con người vào những hành động sai trái và tạo ra nghiệp xấu. Người tu hành phải rời bỏ những tâm trạng ô nhiễm này nếu muốn tiến gần hơn đến sự giác ngộ và an lạc nội tâm. Điều này không chỉ là một hành động bên ngoài mà còn là sự tu tập sâu sắc bên trong, nơi tâm trí được làm sạch và bình an. Một khía cạnh quan trọng khác của câu kệ là giới luật khéo nghiêm trì. Giới luật, đối với các tu sĩ, không chỉ là những quy tắc để tuân theo mà còn là nền tảng bảo vệ sự thanh tịnh của tâm. Đối với người tu hành, việc giữ giới luật không phải để biểu lộ sự tu tập một cách hình thức, mà là để bảo vệ tâm khỏi sự sai lầm và lạc lối. Khi giới luật được nghiêm trì một cách khéo léo, nó giúp người tu hành đi trên con đường đúng đắn, tránh xa những cám dỗ và sai lầm. Những người giữ giới luật một cách chân thành và tinh tấn sẽ tự cảm nhận được sự nhẹ nhàng và an lạc trong tâm hồn. Họ hiểu rằng giới luật không phải là gánh nặng, mà là chiếc la bàn dẫn lối họ trong hành trình tìm kiếm sự giác ngộ. Tự chế, sống chân thực, là hai yếu tố quan trọng tiếp theo mà câu kệ nhắc đến. Tự chế, hay tự kiềm chế, là khả năng kiểm soát bản thân trước những cám dỗ và tham vọng của cuộc đời. Nó đòi hỏi sự tỉnh thức và tinh tấn trong từng khoảnh khắc, giúp người tu hành không để cho những xúc động, bốc đồng hay dục vọng lấn át tâm trí. Tự chế không chỉ là một hành động đơn lẻ, mà là cả một quá trình dài lâu của việc rèn luyện tâm trí. Trong cuộc sống hàng ngày, sự tự chế có thể được thể hiện qua cách chúng ta xử lý các tình huống khó khăn, cách đối diện với những thử thách và cả trong cách chúng ta phản ứng trước những lời nói hay hành động không như ý. Sống chân thực, là sống đúng với bản chất thật của mình và của cuộc sống. Một người tu hành chân thực không chỉ tuân theo những quy tắc hình thức bên ngoài mà còn sống thật với lòng mình, không giả dối, không lừa dối bản thân và người khác. Sống chân thực là một lối sống đầy ý nghĩa và đem lại sự thanh thản cho tâm hồn. Khi chúng ta sống chân thật, chúng ta không còn cảm thấy bất an hay sợ hãi, bởi chúng ta không phải giả vờ hay che giấu điều gì. Chúng ta sống đúng với chính mình, và qua đó cảm nhận được sự bình yên từ sâu thẳm bên trong. Câu kệ kết thúc bằng lời ca ngợi, thật xứng áo cà sa. Áo cà sa là biểu tượng của sự thanh tịnh và từ bỏ. Một tu sĩ Phật giáo mặc chiếc áo cà sa không chỉ là mặc lên mình một bộ trang phục, mà là biểu tượng cho việc họ đã từ bỏ cuộc sống vật chất, dục vọng và những ràng buộc thế gian để sống một cuộc đời thanh tịnh và hướng tới sự giải thoát. Tuy nhiên, như câu kệ đã nhắc nhở, không phải ai mặc áo cà sa cũng xứng đáng với nó. Chỉ khi người tu hành thực sự từ bỏ uế trược, nghiêm trì giới luật, tự chế và sống chân thật, họ mới thực sự xứng đáng với chiếc áo này. Điều này là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng việc mặc áo cà sa không tự động biến một người thành tu sĩ thực thụ, điều quan trọng hơn cả là việc thực hành và sống theo những nguyên tắc mà áo cà sa biểu tượng. Với ý nghĩa sâu sắc của câu kệ, chúng ta có thể suy ngẫm và rút ra những bài học quý báu cho chính mình. Dù ta là tu sĩ hay người cư sĩ trong đời sống hàng ngày. Đối với tu sĩ, đây là lời nhắc nhở về trách nhiệm lớn lao của họ trong việc tu tập và sống đúng với giáo lý mà họ đã học hỏi. Nếu chỉ dừng lại ở việc học kinh điển mà không thực hành, thì họ chẳng khác gì người chăn bò cho người khác, làm việc cật lực nhưng không thực sự hưởng lợi từ công việc của mình. Họ có thể biết rất nhiều về giáo lý, nhưng nếu không áp dụng nó vào cuộc sống, thì kiến thức đó trở nên vô nghĩa. Còn đối với người cư sĩ, câu kệ cũng có thể được hiểu như một lời khuyên nhủ về việc sống đúng với những giá trị mà chúng ta tin tưởng. Nếu chỉ nói về đạo đức, sự chân thật hay lòng từ bi mà không sống đúng với những giá trị đó, thì chúng ta cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự như người tu sĩ không thực hành giáo lý. Đời sống tinh thần của chúng ta sẽ trở nên trống rỗng và không có ý nghĩa thực sự. Chính qua việc thực hành, dù là những hành động nhỏ nhặt nhất, chúng ta mới có thể tìm thấy sự an lạc và hạnh phúc thực sự. Như vậy, câu kệ, ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế, sống chân thực, thật xứng áo cà sa, không chỉ dành riêng cho các tu sĩ mà còn là lời khuyên cho tất cả chúng ta. Việc hiểu biết giáo lý là quan trọng, nhưng điều cốt lõi vẫn là việc chúng ta có thực sự sống và áp dụng những lời dạy đó vào cuộc sống hay không. Chỉ khi làm được điều đó, chúng ta mới thực sự xứng đáng với những giá trị mà mình theo đuổi, dù là trong việc tu hành hay trong cuộc sống thường nhật. Tủ sách Áo Lam xin cảm ơn quý vị đã nghe hết kinh pháp Cú Bài Kệ số 19 Phẩm Song Yếu.
Xin quý vị đừng quên ủng hộ tinh thần cho Tủ Sách Áo Lam bằng cách like, subscribe và chia sẻ video này đến với mọi người. Chúng con xin hẹn gặp lại quý vị vào bài kệ số 20 Phẩm Song Yếu.